Dạ vâng, mến chào anh chị em. Thì buổi chiều hôm nay em Trường lại tiếp tục lên sóng báo ghế cho nhà mình một mẫu Toyota Vios đời cuối 2017 nha. Màu trắng nguyên zin nguyên bản, một chủ mua mới từ đâu. Đối với mẫu xe Vios này thì bên em biển 68A07630, thì bên em Trường xin cam kết cứng cho cả nhà mình là thứ nhất là không đâm đụng, cái thứ nhì là máy móc nguyên zin, ốc dạng cò chưa ra, sơn suy theo xe là sơn suy zin còn lên 90%. Đấy, cả nhà mình khỏi bàn về chất xe. Đấy, xe này mua lại của một anh thanh niên khá là chịu chơi. Đấy, khi mà đầu tư tâm huyết vào chiếc xe cũng như là dán phim cách nhiệt nè, phầy mâm, đồ chơi là trên xe là chi chít, tiền đồ chơi chiếc xe này là lên ảnh mười mấy 20 triệu cả nhà. Âm thanh rồi ánh sáng rồi loa là khủng lắm. Đấy, rất là hay luôn nha. Đấy, VSE 2017 nha, đăng ký lăn bánh 2018 nha. Xe này trang bị là 4 phanh đĩa ABS cả 4 bánh luôn. Cả 4 bánh đều là phanh đĩa hết. ABS cả 4 bánh nè, chống phanh bó cứng nè, kiểm soát lực thắng nè. Đấy, rồi bản full, bản E là bản full nữa cả nha. Đấy, xe nổ không với lỗi lầm. Đấy, cả nhà coi nè. Đấy, những cái đường gân cơ bản của nó nè, rất đẹp. Xe là mâm phay xước hết cả nha. Đấy, mâm phay nhung đời cao rất đẹp. Đấy, cả nhà coi nè. Đấy, rất là đẹp chưa? Mâm đó là mâm phay nè. Đấy, mâm phay CNC nhìn rất đẹp nha. Rồi, ABS cả 4 bánh đều là phanh thắng đĩa hết, lốp lan dày. Và điều đặc biệt xe bên em Trường đó là xe mua về để được chích phạt nguội đăng kiểm tới 2025. Đấy, có nghĩa là cả nhà mình chạy 2 năm nữa mới đăng kiểm lại. Và nóc xe được chủ nhân của nó dán đờ can đen nhìn rất là ngầu. Đấy, cực kỳ ngầu. Đấy, gương là gương điện cụp xe nha. Bấm nút là nó thu vào, ấn là nó mở ra. Đấy, xe công nghệ mới, máy trắng nha. Đấy, dán full phim cách nhiệt, mâm đằng sau nè, đấy cũng phay xước nè, lớp dày nè. Đấy, lớp dày, xe rất đẹp nha. Keo sùng chỉ đủ nè cả nhà. Xe keo sùng chỉ zin theo xe, mở cốp luôn, cốp sâu luôn. Xe đẹp, lớp dày keng, full đồ chơi. Đấy, gương kính sấy nè. Đấy, gương kính sấy luôn. Còn xe có đuôi gió nè, nhìn rất đẹp luôn cả nhà. Đấy, nhìn từ đằng sau nè. Đó, thấy chưa? Xe rất đẹp, phiên bản E nha. Đấy, đuôi gió đồ đẹp lắm. Xe đẹp nguyên nha. Cả nhà coi nè, đinh bon của nó còn nguyên hết nha. Đấy, keo sùng chỉ đủ nè. Đó, thấy chưa? Đấy, những cái đinh bon của nó nè, hầu như là còn nguyên hết, không có dấu hiệu gì gọi là va chạm nha. Đấy, cốp rất là rộng luôn. Toyota Vios lốc nỉ đồ đầy đủ hết luôn cả nha. Rộng rãi lắm. Xe đẹp miên man 2017 nè. Đây, cả nhà coi nè. Đây, mâm của nó là mâm phay xước CNC luôn. Cả nhà thấy không? Không có tí gì gọi là rỉ sét hay là mục mọt nha. 2017 giá cực kỳ mềm luôn cả nha. Bên em Trường đỡ nhà mình, giá mềm, xe đẹp. Gầm bệ thì thôi, miễn bàn. Gầm bệ tuyệt vời. Đây, cả nhà coi gầm bệ của nó nè. Vô bọng sáng trưng luôn. Vô bọng sáng trưng. Gầm bệ ốc bảy màu nè. Không một tí gì để xếp một bọt nha. Đó, em Trường quay cận cảnh cho nhà mình luôn. Đấy, có thể xem chiếc xe nè, ngó nè. Vô bọng nè, sáng bảy màu. Xe này mà nhà mình không mua thì hơi phí cả nha. Đấy, cuối 2017 đăng ký lăn bánh 2018 nha. Xe cực kỳ đẹp. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Xe có đuôi gió đồ, nói chung là nhìn con xe là yêu liền cả nhà. Đấy, nhìn con xe là yêu liền, chất lượng cao. Đấy, cả nhà thấy không, đẹp tuyệt vời. Đấy, mâm phay xước nè. Đấy, mâm phay xước cho cả nhà mình luôn nha. Mâm phay xước luôn. Rồi, đây nội thất của nó màu đỏ đen. Đấy, nội thất của nó là màu đỏ đen, lót sàn, lót bọng rồi đầy đủ hết, lót sàn BD nè, nội thất màu đỏ đen nè. Chủ nhân rất kỹ khi mà tay cửa của nó dán chống chày luôn nè. Vios nè, nhìn thấy không? Đó, cả nhà coi những cái gai phân cơ bản của nó nè. Đấy, còn dày cui, thấy chưa? Còn rất là dày luôn. Keo sùng chỉ nè. Đó, không có dấu hiệu đứt nối nha. Những con ốc nè, không có dấu hiệu rắc lơ luôn nè. Xe như thế này mà cả nhà bỏ qua sản phẩm này là hơi bị uổng luôn. Cả nhà coi nè. Đó, màn hình màn bọng nè, vô lăng đồ, đẹp tuyệt vời. Một con xe mà em Trường thấy quá đẹp luôn. Đó, cả nhà coi nè. Đó, tấp bì cửa nè, đẹp như thế này thôi mà. Như cái ốp chống trầy nè. Đấy, chủ nhân rất là kỹ tính và chịu chi nha. Vios nè, mở cửa nè, lóc cửa nè. Gương auto một chạm nè.
Đây là kính gương, kính cụp xòe nè, xì dán đờ can luôn, vô lăng túi khí đồ là chuẩn hết. Thấy chưa? Xe đẹp miên man, dẫn inox nè, bát bản L nè, Toyota Vios phiên bản E nè, 2017 nè. Nội thất của nó màu đỏ đen, rất đẹp cả nha. Nhìn nó kết hợp sang mà sang trọng ghê. Đấy. Màn hình Android nè, cụ số nè, thắng tay nè. Đấy. Xe này mà cái này không mua là mua xe gì? Cái hành trình. Full hết luôn cả nha, một chiếc xe quá đẹp. Thật sự là quá đẹp. Lớp trước nè. Thấy chưa? Máy móc thì thôi khỏi bàn. Đấy. Ốc ác cabo nè, chưa mở nè, keo sùng chỉ nè. Đấy cả nhà thấy không? Tuyệt vời. Những cái lỗ đinh bon của nó là còn nguyên hết. Đấy. Không có dấu hiệu gì gọi là va chạm nha. Những cái đinh bon của nó nè, còn nguyên si, nguyên đa, nguyên kiện hết. Đấy, máy là máy trắng nè, VKTI là máy mới nha. Thấy nhà coi đẹp chưa? Ốc vàng cò chưa ra nè. Đấy, ron vàng cò còn nguyên nè. Cả nhà coi những con ốc của nó nè. Máy nó đẹp. Đó, hàng ốc máy nè. Nó đẹp như thế này cơ mà, còn gì đâu mà vàng. Máy nó quá đẹp, ốc chân máy chưa mở luôn. Đó, cả nhà thấy không? Ốc chân máy chưa mở luôn nè. Đó, em trường quay cận cảnh nè cả nhà, nhà coi luôn. Ốc chân máy chưa mở luôn nha. Đó, nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất đây. Đó, phanh ABS thì nằm đằng sau cái bình này. Đó, cả nhà coi đi. Đó, đẹp chưa? Đúng phanh ABS nha. Rồi, Vios E cuối 2017 siêu cộp này, bao chích hãng toàn quốc. Bên em trường chào bán với giá là 298 triệu. Quý khách hàng đến xem xe trực tiếp sẽ có bớt từ 3 đến 5 triệu. Và quý khách hàng giới thiệu xe, mua hoặc bán được xe, em trường sẽ gửi tiền cà phê cho cả nhà. Quan tâm thì alo cho em. Số điện thoại là 0972 147 247. Mua bán trao đổi các dòng ô tô đã quay sử dụng nha.